Tính từ ngày có quy định xử phạt trong lĩnh vực thú y đối với chủ nuôi chó có hành vi không đeo giỏ mõm hoặc là không xích giữ chó hay không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Chính vì thế những ngày này, mặt hàng giỏ mõm và xích cuốn cổ cho thú cưng luôn đắt hàng hơn cả. Theo nhiều cửa hàng kinh doanh đồ dùng và thức ăn cho thú nuôi, từ ngày có quy định xử phạt nặng việc cho chó ra đường không có giỏ mõm thì mặt hàng này bán tăng gấp đôi gấp ba so với trước kia. Giỏ mõm cho chó có rất nhiều loại, nhiều kích cỡ và giá thành cũng khác nhau. Giá cả thường dao động từ 50.000 đến 120.000 đồng một chiếc. Loại làm bằng kim loại sẽ có giá đắt hơn so với giỏ mõm làm từ chất liệu nhựa. Trước đó, theo Nghị định 90 do Chính phủ ban hành quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y hiệu lực từ ngày 15 tháng 9, cơ quan chức năng sẽ phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng với hành vi không đeo giỏ mõm cho chó, không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Trong trường hợp chủ nuôi không tiêm phòng bệnh dại cho chó mèo cũng chịu mức phạt tương tự. Luật mới cũng quy định chó thả rông bị bắt sau 72 giờ nếu không có người tới nhận sẽ được đem đi tiêu hủy. Đối với trường hợp người thả rông chó trong thành phố, nơi công cộng hoặc để vật nuôi gây thiệt hại cho người khác bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng. Với những trường hợp chó giữ tấn công gây tổn hại sức khỏe, tài sản cho người khác thì chủ chó phải bồi thường tùy theo mức độ thiệt hại.